Chiều nay, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Hiện nay toàn thành phố có 220 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với 3.852 đảng viên. Thời gian qua, cấp ủy, các cấp đã tích cực chỉ đạo đôn đốc triển khai, linh hoạt nghiên cứu đổi mới hình thức sinh hoạt đảng phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo và tham gia tích cực có hiệu quả trong công tác phòng chống COVID-19, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn và có những giải pháp tích cực giúp doanh nghiệp, người lao động sớm ổn định sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là thời điểm cách ly do COVID-19, tích cực góp phần trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp chưa phát huy hết vai trò, hoạt động chưa hiệu quả, còn mờ nhạt trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Chất lượng sinh hoạt chi bộ của một số tổ chức đảng chưa cao, chưa phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế còn tồn tại hiện nay. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị trong thời gian đến, các cơ quan đơn vị liên quan cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên các nghị quyết kết luận của Trung ương và thành phố, tiếp tục tích cực phát triển đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn, với mục tiêu cao nhất là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở. Đây không chỉ là câu chuyện có hay không tổ chức đảng, có tổ chức công đoàn hoặc là tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp, mà là việc xây dựng thực lực chính trị và cơ sở chính trị của chúng ta trong các cái thành phần kinh tế này để đảm bảo cái sự lãnh đạo toàn diện của đảng về xây dựng thực lực và hệ thống chính trị trong các cái thành phần như thế. Thưa các đồng chí, là việc xây dựng thực lực chính trị, cơ sở chính trị và kết hợp với việc xây dựng lực lượng nòng cốt cán tại những địa bàn này có tính chất hết sức quan trọng, nhất là trong thời điểm hiện nay. Và đặc biệt là với cái việc là chúng ta thống nhất cho cái việc thành lập các tổ chức đại diện khác của người lao động. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị ở những doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã có tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác phát triển đảng viên, quản lý tốt đảng viên ở các chi bộ, đồng thời đề nghị các địa phương, liên đoàn lao động chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm hỗ trợ kịp thời cho người lao động. Những cái lúc đại dịch như thế mà không thấy công đoàn đâu, rồi không thấy đảng đâu, rồi không thấy chính quyền đâu thì nói gì họ cũng không tin đâu, nói gì cũng không tin đâu. Dân dĩ thực vi thiên mà. Những cái lúc khó khăn như thế mà không thấy đâu là không được. Đem thân sưởi ấm những ngày tuyết rơi, chứ những ngày mà tuyết không rơi ấm áp như thế mà đem thân tới thì để làm gì đâu. Những ngày tuyết rơi mà có thang thì mới quý. Cho nên là cũng phải nắm chắc hoàn cảnh và cũng và hỗ trợ cho họ kịp thời những cái vấn đề trực tiếp như thế thì mới thấy được cái vai trò của mình. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, khảo sát, nắm tình hình, chú ý công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đồng thời thống nhất một số chỉ tiêu phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022.